Vừa qua, tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ việc hy hữu khiến 4 người đàn ông phải nhập viện cấp cứu vì bị ong đốt khi đang nhậu. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Phú và Bệnh viện Long An, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 2. Một nhóm 4 người đàn ông đang nhậu tại nhà ông C ở ấp 3, xã Mỹ Phú. Bất ngờ một đàn ông xuất hiện vây quanh và tấn công nhóm người này. Hốt hoảng, các nạn nhân bỏ chạy tán loạn, có người thậm chí phải nhảy xuống ao gần đó để tránh né. Hậu quả, cả 4 người đều bị ong đốt nhiều vào tay, chân, mặt và có triệu chứng sưng tấy, khó thở. Ngay lập tức, họ được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cả 4 người đều bị phản vệ do ong đốt. Hiện tại, 3 người đã được điều trị ổn định và cho xuất viện về nhà. Còn 1 người do bị ong đốt nhiều và có triệu chứng nặng hơn nên vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.